Bất ngờ, 7 món ăn giàu canxi gấp 36 lần xương lợn, cứ ăn vào là đau nhức xương khớp, nặng mấy cũng khỏi. Quý vị khán giả thân mến, bổ sung canxi từ thực phẩm là cách tự nhiên nhất, nhưng việc bổ sung canxi này cũng có liên quan tới một vài yêu cầu quan trọng như: trước tiên, thực phẩm giàu bổ sung canxi phải dễ mua, không quá đắt. Thứ hai là ăn nhiều mà ít có hại. Thứ ba là canxi trong thực phẩm phải được hấp thu hiệu quả. Vậy thì những món ăn nào có thể đáp ứng đủ những yêu cầu hà khắc này để trở thành quán quân giàu canxi trong thực phẩm? Sau đây là 7 món ăn thực phẩm giàu canxi. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Bất ngờ 7 món ăn giàu canxi gấp 36 lần xương lợn. Cứ ăn vào, đau nhức xương khớp nặng mấy cũng khỏi. Đau mỏi xương khớp là vấn đề phổ biến mà dân văn phòng thường xuyên mắc phải. Ngồi làm việc quá 8 tiếng trên ngày, ngồi sai tư thế, ăn uống thất thường, vân vân đều là nguyên nhân khiến dân văn phòng dễ bị đau nhức xương khớp. Đáng nói, tổn thương ở xương khớp khó có thể hồi phục, dễ để lại di chứng nặng nề và ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe cũng như sinh hoạt bình thường của người bệnh. Theo Thạc sĩ bác sĩ Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 60% dân văn phòng bị đau nhức xương khớp. Các triệu chứng điển hình như đau lưng, nhức gối, mỏi vai gáy, đau cổ tay, cứng khớp ngón tay. Để cải thiện các vấn đề về xương khớp cũng như phòng ngừa bệnh, chúng ta thường được khuyên nên tăng cường vận động. Tuy nhiên, dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố độ bền xương khớp. Chế độ ăn giàu canxi và vitamin D tốt cho xương. Trong khi canxi giúp phát triển cấu trúc xương và răng, thì vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi. Nhóm thực phẩm giàu canxi. Trước khi tìm hiểu top 7 những thực phẩm cụ thể giàu canxi, hãy cùng chương trình tìm hiểu tổng quan những nhóm thực phẩm có chứa nhiều khoáng chất này. Nhiều người lầm tưởng canxi chỉ có trong sữa và các sản phẩm từ sữa. Vậy thực tế canxi có trong nhóm thực phẩm nào? 1. Nhóm thực phẩm giàu canxi, sản phẩm từ sữa. Sữa và các sản phẩm từ sữa là một trong những nguồn cung cấp canxi tốt nhất. Chỉ với một khẩu phần ăn mỗi ngày, nhóm thực phẩm này có thể cung cấp cho bạn tất cả lượng canxi cần thiết. Bạn có thể bổ sung canxi từ sữa chua, phô mai, sữa tươi, vân vân. Mẹo chọn thực phẩm nhiều canxi lành mạnh. Khi chọn các sản phẩm từ sữa, đừng quên xem xét hàm lượng calo, chất béo và natri. Nếu những chỉ số này quá cao, bạn cần kiểm soát khẩu phần ăn của sản phẩm đó. 2. Nhóm thực phẩm giàu canxi, rau củ và nước ép. Nếu bạn đang theo chế độ ăn thuần chay, một số loại rau củ quả đa dinh dưỡng sẽ là nguồn cung cấp canxi lý tưởng cho bạn. Các loại rau xanh đậm có thể là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời. Để tìm hiểu chi tiết, phần tiếp sau đây chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn 15 thực phẩm nhiều canxi. Đối với trái cây, đa số bản thân chúng không chứa nhiều canxi. Tuy nhiên, một số những loại nước ép đóng hộp sẽ được bổ sung thêm canxi và khoáng chất trong sản phẩm. Bạn có thể tham khảo lựa chọn này nếu bạn ăn thuần chay. Tuy nhiên, để đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh, bạn cần xem xét lượng đường và chất tạo ngọt bên trong sản phẩm. 3. Nhóm thực phẩm nhiều canxi, thực phẩm giàu protein. Ăn gì bổ sung canxi? Một số loại protein chẳng hạn như đậu hũ có bổ sung canxi sunfat. Ngoài ra, các loại thịt cá cũng là thực phẩm nhiều canxi. 4. Nhóm thức ăn giàu canxi, các loại hạt và đậu. Một số loại hạt chứa một lượng lớn canxi. Hãy thử kết hợp hạt chia hoặc hạt vừng vào sinh tố, salad hoặc ngũ cốc buổi sáng của bạn. 7. Món ăn giàu canxi, vitamin giúp phòng ngừa bệnh xương khớp. 1. Rau bina. Rau bina có chứa rất nhiều canxi, có thể giúp phát triển xương và răng. Theo NDTV, một chén rau bina nấu chín có thể cung cấp cho cơ thể gần 25% nhu cầu canxi hàng ngày. Không những vậy, rau bina còn giàu chất xơ, vitamin A và chất sắt dồi dào, tốt cho hệ tiêu hóa. Rau bina cũng sở hữu carotenoid có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh, hỗ trợ khống chế các tế bào ác tính gây ung thư trong người. 2. Rau dền. Trong nhóm rau củ quả, rau dền là một trong những thực phẩm giàu canxi. Không chỉ thế, rau dền còn là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao. Loại rau này giàu folate và chứa nhiều khoáng chất nhất định,
bao gồm mangan, magie, phốt pho và sắt. Một cốc 246g hạt rau dền nấu chín cung cấp 116mg canxi hoặc 9% DV. Lá rau dền thậm chí còn chứa nhiều hơn nữa với 21% DV cho canxi trong mỗi cốc nấu chín 132g cùng với một lượng vitamin A và C. 3. Đậu phụ. Theo Viện Dinh dưỡng ứng dụng Việt Nam, trong mỗi nửa bát đậu phụ 113,4g cung cấp 434mg canxi. Không những vậy, đậu phụ còn là một nguồn protein chay được rất nhiều người lựa chọn để tiêu thụ. Trong đậu phụ còn chứa sắt, phốt pho và các thành phần chất xơ tốt cho tiêu hóa. Vitamin trong đậu phụ có nhiều nhóm B, đặc biệt là B1, B2, B6, v.v. Đặc biệt, đậu phụ chứa nhiều isoflavone, một chất giúp tăng cường hormone nữ, giúp chị em giảm các chứng bệnh như tim mạch, rối loạn tiền mãn kinh, ung thư, loãng xương. 4. Đậu bắp là thức ăn nhiều canxi. Đậu bắp chứa các chất xơ không hòa tan và đây là một trong những loại thức ăn giàu canxi giải quyết chứng táo bón hiệu quả. Đậu bắp còn chứa vitamin B6 và folate, vitamin B9. Đừng vội không thích món rau này nếu bạn chỉ mới thưởng thức món đậu bắp luộc đầy nhớt khá khó ăn. Thay vào đó, bạn hãy thử các món đậu bắp đút lò, đậu bắp xào, đậu bắp chiên bột với sốt hành ớt hoặc đậu bắp nướng để thưởng thức được hương vị tuyệt vời nhất. 5. Quả hạch. Quả hạch bao gồm hạt điều, cà phê, hạnh nhân, trà là, hồng đào, v.v. Các loại quả hạch đều bao gồm canxi, đồng thời chúng cũng chứa magie và phốt pho. Tất cả đều quan trọng đối với sức khỏe của xương. Magie hỗ trợ hấp thu và giữ canxi trong xương. Hơn nữa, theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, xương và răng của bạn chứa khoảng 85% phốt pho trong cơ thể. Do đó, việc tiêu thụ những thực phẩm giàu phốt pho là vô cùng cần thiết. 6. Sữa. Các sản phẩm từ sữa như sữa chua và format vốn đã rất nổi tiếng về những lợi ích dành cho xương khớp. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ vì sao chúng tốt. Các loại sữa và chế phẩm từ sữa có chứa lượng canxi, vitamin mà cơ thể dễ hấp thụ nhất. Theo đánh giá về chế độ ăn uống của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một cốc sữa không béo và một cốc sữa chua nguyên chất là những nguồn canxi tuyệt vời mà bạn có thể thưởng thức. 7. Cá béo. Tất cả chúng ta đều cố gắng tiêu thụ càng nhiều cá càng tốt để có đủ axit béo omega-3. Nhưng bạn có biết các loại cá béo như cá hồi và cá ngừ cũng có thể giúp xương chắc khỏe không? Cá béo là một trong những nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D tốt nhất. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA, chỉ cần 28,35g cá ngừ đã cung cấp đủ lượng vitamin D mà cơ thể cần. Trong cá hồi rất giàu protein và amino acid, vitamin A, D, phốt pho, magie, kẽm và iốt, v.v. Đặc biệt, canxi trong cá hồi còn góp phần giúp cho xương chắc khỏe. Loại thực phẩm là vua ăn mòn xương, ăn thường xuyên rút cạn canxi, xương răng yếu đi trông thấy, tác động nhẹ cũng có thể gãy. 1. Muối, thực phẩm chế biến sẵn. Đồ ăn chế biến sẵn, rau củ muối là những thực phẩm chứa hàm lượng muối cao sẽ khiến xương và răng của bạn bị yếu đi. Nguyên nhân là do khi tiêu thụ một lượng muối lớn vào cơ thể, thận phải làm việc cật lực và bài tiết ra quá nhiều canxi. Thiếu đi canxi trong cơ thể, xương sẽ không còn chắc khỏe. Càng ăn mặn thì lượng canxi trong cơ thể càng mất đi nhanh chóng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo, một người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ 5g muối trên ngày. Tuy nhiên, lượng muối mà hầu hết mọi người đang nạp vào đang ở mức 9,4g trên ngày, tức là gần gấp đôi mức được khuyến cáo. 2. Các loại bánh kẹo và nước ngọt. Những người ưa thích đồ ăn ngọt không chỉ đối mặt với việc tăng cân thiếu kiểm soát, béo phì mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xương khớp. Nguyên nhân do đường cản trở quá trình hấp thụ canxi và làm cạn kiệt phốt pho trong cơ thể. Phốt pho là chất quan trọng thúc đẩy sự hấp thụ canxi cho cơ thể. Nếu bạn uống nhiều hơn 7 cốc nước ngọt có ga trên tuần sẽ làm giảm mật độ xương và làm tăng nguy cơ gãy xương. Bởi trong loại đồ uống này có chứa axit phosphoric, chất phụ gia thực phẩm có thể làm yếu đường ruột, giảm đi hấp thụ canxi tại ruột. Do vậy, thay vì ăn đồ ngọt, bạn nên chọn các loại trái cây giàu chất chống oxy hóa,
Thay thế nước ngọt có ga bằng các loại nước rau củ, trái cây tươi, tốt cho sức khỏe. 3. Đồ uống chứa nhiều caffeine. Trà và cà phê là những loại đồ uống chứa caffeine sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn, tốt cho sức khỏe, nhưng một khi lạm dụng chúng quá nhiều thì sẽ gây hại cho cơ thể. Caffeine có thể làm tan canxi trong xương, từ đó làm xương yếu đi. Cứ tiêu thụ khoảng 100mg caffeine thì xương mất đi khoảng 6g canxi. Khi caffeine kết hợp với đường thì mức độ ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Vì vậy, bạn không nên dùng quá nhiều thực phẩm chứa caffeine như trà, cà phê hoặc sô-cô-la. 4. Rượu. Uống nhiều rượu sẽ làm giảm đi mật độ xương khớp, tăng tỷ lệ gãy xương, giảm tỷ lệ bình phục xương. Các chuyên gia y tế khuyến cáo bạn chỉ nên tiêu thụ rượu ở mức độ vừa phải, phụ nữ không uống quá 1 ly trên ngày, nam giới không uống quá 2 ly trên ngày. 5. Các loại đậu. Trong hạt đậu chứa nhiều dinh dưỡng, tốt cho cơ thể, tuy nhiên nó lại cản trở việc hấp thụ canxi. Đậu xanh, đậu Hà Lan, v.v. rất giàu phytat, một chất làm cản trở hấp thụ canxi. Để giảm thiểu mức phytat, bạn nên ngâm đậu vài giờ trước khi chế biến. 6. Thực phẩm giàu chất béo. Ngoài việc tích tụ nhiều chất béo trong cơ thể, các thực phẩm giàu chất béo còn gây hại cho xương. Axit béo trong các thực phẩm này khi kết hợp với canxi sẽ tạo thành một chất không hòa tan, khiến cơ thể khó hấp thụ canxi hơn. Tiêu thụ thực phẩm nhiều chất béo, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ còn khiến bạn tăng cân, dễ béo phì. Vì vậy, hãy hạn chế ăn thực phẩm giàu chất béo thường xuyên. Tất nhiên, thỉnh thoảng mới ăn một lần thì vẫn được. Gặp 8 triệu chứng này, bạn cần bổ sung canxi ngay. 1. Thường xuyên bị chuột rút. Chuột rút cơ bắp ở đùi, bắp chân, cánh tay và nách thường xảy ra vào ban đêm, có thể là một trong những triệu chứng ban đầu của tình trạng thiếu canxi, theo MSN. 2. Chỉ va chạm nhẹ cũng bị gãy xương. Nếu chỉ va chạm nhẹ cũng bị gãy xương, cần phải ăn nhiều thực phẩm giàu canxi hơn và bắt đầu chương trình tập tạ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, bổ sung một chế độ tập luyện kết hợp các bài tập tạ là cần thiết để đạt được tác dụng có lợi của việc bổ sung canxi, theo NCBI. 3. Bị hư răng. Hư răng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy lượng canxi kém, bởi vì khi không đủ canxi, cơ thể bắt đầu lấy canxi cần thiết từ xương và răng. 4. Cảm thấy buồn chán. Canxi có liên quan đến chứng trầm cảm và nếu ngày nào bạn cũng cảm thấy buồn chán, chế độ ăn với 3 phần sữa mỗi ngày đã được chứng minh là làm giảm chứng trầm cảm. 5. Ngứa da và móng tay giòn. Móng tay khô, gãy và dễ gãy có thể cho biết mức canxi trong máu thấp và cả bệnh vẩy nến và bệnh chàm đều do thiếu hụt canxi. Tình trạng này thường làm cho da trông có vảy và khô. Ngoài ra, thiếu canxi còn gây ngứa và tê quanh miệng hoặc ở các ngón tay và ngón chân, run cơ, suy giảm xúc giác, thậm chí trí nhớ kém và ảo giác. Cần đi khám để bổ sung canxi, theo MSN. 6. Thường xuyên bị bệnh. Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh vì nó giúp cơ thể chiến đấu chống lại virus và vi khuẩn. Sự thiếu hụt canxi làm giảm sức đề kháng của cơ thể để chống lại sự tấn công của mầm bệnh và hậu quả là sẽ dễ bị bệnh, cảm lạnh, ho và hắt hơi. 7. Khó nuốt. Mặc dù nghe có vẻ không liên quan, nhưng thiếu canxi cũng có thể dẫn đến chứng khó nuốt. Nguyên nhân là do các cơ trong cổ họng co bóp kém. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí có thể dẫn đến co thắt ở thanh quản và làm thay đổi giọng nói. 8. Mất ngủ. Khi ngủ, mức canxi tăng và giảm mạnh hơn, xảy ra trong giấc ngủ sâu. Vì vậy, nếu cơ thể thiếu canxi, có thể sẽ không có một giấc ngủ sâu như ý. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến vai trò của canxi trong việc tạo ra hormone ngủ melatonin. Thiếu hụt canxi trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất tổng thể. Vì vậy, nếu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, uể oải, thiếu năng lượng, hãy bổ sung canxi.
Quý vị và các bạn thân mến, canxi giúp xương chắc khỏe, là loại dưỡng chất không thể thiếu, giúp con người khỏe mạnh. Vì thế hãy bổ sung ngay các loại thực phẩm giàu canxi cho cơ thể của chúng ta ngay từ bây giờ để xương khớp luôn chắc khỏe quý vị nhé.